Chào mừng tất cả các con đã trở lại với khóa học trực tuyến Tiếng Việt lớp 5 cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau khám phá tuần 33 của chủ điểm Những chủ nhân tương lai. Trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau mở rộng vốn từ trẻ em không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, cô mời các con bắt đầu bài học với bài tập 1. Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng nhất. Các con có 4 gợi ý như sau: A. Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi. B. Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi. Và C. Người dưới 16 tuổi. D. Người dưới 18 tuổi. Các con hãy suy nghĩ thật kỹ và chọn giúp cô đáp án của câu hỏi trong bài tập 1. Rất tốt, đáp án của câu hỏi này là C, người dưới 16 tuổi là trẻ em. Các con đã hiểu nghĩa của từ trẻ em rồi đúng không nào? Chúng mình sẽ tiếp tục bài học ngày hôm nay với bài tập 2, tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em, đặt câu với một từ mà em tìm được. Tuy nhiên, trước khi các con thực hiện bài tập này, các con hãy cùng cô nhắc lại kiến thức về từ đồng nghĩa. Hãy cho cô biết từ đồng nghĩa là gì? Chính xác, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Các con đã được tìm hiểu kiến thức về từ đồng nghĩa trong chương trình tiếng Việt lớp 4. Dựa vào kiến thức này, các con hãy tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em mà các con biết. ta tìm được một số từ đồng nghĩa với trẻ em là trẻ thơ, nhi đồng, thiếu nhi, con nít. Trong đó, cô sẽ lựa chọn từ nhi đồng để đặt câu. Cô có câu: Bác Hồ rất yêu các cháu nhi đồng. Tương tự như vậy, các con hãy tự mình đặt câu với một từ mà các con tìm được. Chúng mình đã cùng nhau mở rộng vốn từ trẻ em bằng cách tìm được những từ đồng nghĩa với trẻ em. Ngay bây giờ, các con sẽ tiếp tục mở rộng vốn từ bằng việc tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em. Hãy nhắc lại cho cô biết, so sánh là gì? So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc kia có nét tương đồng. phép so sánh sẽ giúp cho sự diễn đạt trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Các con lưu ý hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em nghĩa là hình ảnh đó phải thích hợp và đảm bảo được thuần phong mỹ tục của dân tộc việt nam trên màn hình lúc này sẽ là những gợi ý của cô thứ nhất trẻ em như búp trên cành thứ hai trẻ em như tờ giấy trắng thứ ba trẻ em như chuối chín cây và thứ tư trẻ em như hoa chớm nở hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm giúp cô đâu là hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em trong bốn hình ảnh này. Đó chính là trẻ em như búp trên cành, trẻ em như tờ giấy trắng và trẻ em như hoa chớm nở. Còn trẻ em như chuối chín cây không phải là đáp án của bài tập 3. Ở đây các con thấy rằng chuối chín cây là hình ảnh mà chúng ta thường sử dụng để so sánh với người lớn tuổi. Sở dĩ vậy vì người lớn tuổi giống như chuối chín cây đã có sự chín mùi về trải nghiệm, kinh nghiệm sống và đồng thời như chuối chín cây họ cũng không còn quá nhiều thời gian để tồn tại trên cuộc đời này. Trong khi đó, trẻ em lại là đối tượng non nớt, ngây thơ, giống như búp trên cành, như tờ giấy trắng và như hoa chớm nở. Nếu như ta so sánh chuối chín cây với đối tượng là người lớn tuổi thì rõ ràng đây là một hình ảnh so sánh đẹp. Song, khi ta so sánh chuối chín cây với trẻ em thì đây lại là hình ảnh không hợp lý. Các con lưu ý, khi chúng ta viết những câu văn so sánh, các con phải lựa chọn những sự vật và sự việc có nét tương đồng với nhau để tạo ra những phép so sánh không chỉ hợp lý mà còn có sức gợi hình, gợi cảm cao. Cô trò chúng mình sẽ cùng đến với bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Bài 4, chọn thành ngữ tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống. Ở đây cô có bảng, phía bên trái là thành ngữ tục ngữ mà các con sẽ điền vào và phía bên phải sẽ là nghĩa. Ở đây các con sẽ có 4 nghĩa tương ứng với 4 thành ngữ tục ngữ. Thứ nhất, lớp trước già đi có lớp sau thay thế thứ hai dạy trẻ từ lúc còn nhỏ dễ hơn thứ ba còn ngây thơ dại dột chưa biết suy nghĩ chín chắn và cuối cùng trẻ lên ba đang học nói khiến cả nhà vui vẻ nói theo các con sẽ có những thành ngữ tục ngữ gợi ý trong hoặc đơn trẻ lên ba cả nhà học nói trẻ người non dạ tre non dễ uốn tre già mang mọc các con hãy suy nghĩ và giúp cô chọn thành ngữ tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống trong bảng. Ở vị trí đầu tiên, ta sẽ điền che già mang mọc, che già mang mọc nghĩa là lớp trước già đi có lớp sau thay thế. Vị trí thứ hai, ta điền che non dễ uốn, có nghĩa là dạy trẻ từ lúc còn nhỏ dễ hơn. Vị trí thứ ba ta điền vào đó trẻ người non dạ nghĩa là còn ngây thơ dại dột chưa biết suy nghĩ chín chắn và cuối cùng ta sẽ điền trẻ lên ba cả nhà học nói nghĩa là trẻ lên ba đang học nói khiến cả nhà vui vẻ nói theo các con thân mến bài học của chúng ta đến đây là kết thúc ngày hôm nay các con đã cùng cô mở rộng vốn từ trẻ em qua đó hiểu được nghĩa của trẻ em tìm được các từ đồng nghĩa với từ trẻ em tìm được các hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em đồng thời còn hiểu những thành ngữ và tục ngữ liên quan đến trẻ em Cô hy vọng những kiến thức ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các con. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các con trong những tiết học tiếp theo cùng trang web olm.vn.